Nó sẽ bắt đầu ở đây, phía đằng sau cái sạc đây, phía đằng sau cái sạc này nó cũng có một cái lớp, có một cái đèn xóa. Những cái đèn xóa này nó sẽ xóa toàn bộ những cái điện tích còn lưu lại trên cái room, và cái room bắt đầu quay tiếp, room quay tiếp ra đến cây sạc. Nhiệm vụ của cái trang phơ đó là nhiệm vụ nó hút cái mực xuống, hút cái mực xuống bên dưới, thì cái tờ giấy của mình nó sẽ chạy ngang phía bên trên của cái trang phơ như thế này, nghĩa là nó hết một cái vòng quay của một cái room, nó là như vậy đấy. Đây, vệ sinh bộ room và cách tháo dỡ bộ room thì như thế này. Đây bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái cách thay room gạt luôn. Đây đầu tiên anh em vặn cái con ốc ở đây ra. Đây nó có một con ốc này, con ốc nhỏ đây này. Quay thế này cho dễ nhìn. Đây nó có một con ốc nhỏ đây. Vặn cái con ốc nhỏ này ra này. Rút cái rác này ra rồi để cái con cảm biến này ra. Con đây là con cảm biến nhiệt đấy nha, chứ không phải là con bình thường đâu. Rồi tiếp theo là đây, cẩn thận. Để cẩn thận, trước tiên thì anh em sẽ tháo cái miếng sắt ở bên trên này trước. Cái miếng sắt này nó che cái phần gạt mực ấy. Đây, bốn con ốc ha. Rồi sau khi mà tháo được cái nắp đấy ra rồi thì bây giờ anh em nhìn kỹ bên đây này, nó có ba con ốc bự, ba con ốc bự này, nó bắt cái trục mà của cái room. Mình tháo ba con ốc này ra. Đây cầm tay đây kéo. Nếu như mà nó chặt quá ấy, thì anh em lấy cái kìm này, thế mình trường hợp như cái này nó chặt quá mà anh em tháo ra không có nổi, tháo ra không có được, mình gặp nhiều cái trường hợp như cái này nó ăn lâu quá, lâu ngày quá, thì đừng có lấy cái vít dẹt cậy cái này nha. Cái này là đặc biệt là không nha, lưu ý cho anh em này, không được lấy vít dẹt cậy này ra thì nó sẽ gãy chỗ này này. Nó sẽ gãy ở cái phần này. Thế nên là lưu ý là đặc biệt là không lấy vít dẹt để cậy cái chỗ này ra. Anh em bắt buộc phải lấy cái kìm cóp nó vào đây, rồi lại dần ra. Xịt RB7 vào đây không ăn thua nha, tại vì cái cốt này nó ở bên trong này, nó ăn chặt vào cái cốt bên trong, nó mà xịt RB7 cũng không ăn thua đâu. Đó, mình lấy ra nha. Đây để giải thích cho anh em xem. Đây. Phần này nó sẽ ăn vào cái cốt ở đây này. Đây nó sẽ ăn vào cái cốt này, nó rất là chặt hôm nay anh em xịt ra RB7 đây nó không ăn thua đâu, nó chặt là chặt ở trong cái cốt này này, nó chặt ở trong cái phần cốt này này. Thì khi mà mình lấy ra rồi thì mình sẽ làm nhẹ cái phần cốt này lại, nghĩa là mình sẽ lau chùi thật là nhiều lần ở chỗ này, cần thiết thì lấy giấy nhám hơi chàm chút xíu để cho cái vòng này nó nhỏ lại chút xíu để nó khớp vào đây. Rồi mình bọc gọn cái room mình bỏ ra bên ngoài. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ gỡ ra cái sạc, cái cây gạt. Thì cây gạt á thì mình chú ý này, anh em chú ý ở bên đây nhá. Đây nó có một cái cần này. Anh em lật ngược lên. Đây, cầm cái cần này lật ngược cái này lên này. Đó. Mình vặn cái con ốc đây, cái con ốc mà nó có cái tán đồng này này nhá. Vặn cái con ốc này ra. Rồi có một con này thôi.
cầm cái này, nhấc cả cái tảng sắt này lên. Nếu như mà anh em thay gạt á thì anh em sẽ phải vặn đây, vặn cái hai cái con này ra. Lấy cái miếng nhựa này in sang cái gạt mới, nhà mình thay gạt xong ha. Đó, thế thôi, bỏ cái gạt cũ này đi. Vệ sinh ấy thì mình đừng có đây, mình chỉ lau chùi ở những cái phần trong này thôi, không có lau cái lưỡi bằng ấy này nhá, không có lau cái lưỡi cao su được nhá, tại vì trên này nó có một cái lớp mực nó dính ở đây để nó làm trơn. Anh em mà lau khô quá là khi mà nắp mình lắp vào á, khi mà mình lắp vào cái room á, nó sẽ bị bó cái room, cũng như là cái room nó không có chạy được. Cho nên là nếu như mà vệ sinh thì anh em tránh không có lau sạch cái phần này cái này, cái phần vuông vuông này này nha, cái phần này là anh em không có lau sạch, để nguyên trên cái lưỡi này nó còn mực thì kệ nó, để nguyên, chỉ có lau cái những cái phần xung quanh thôi nha. Rồi nha. Cái phần này sau khi mà mình gỡ ra đến đây đó, cơ bản là mình có thể mình cầm nguyên cái cụm này ra ngoài mình xịt rồi mình vệ sinh cho nó sạch được. Nhưng mà sẵn đây thì mình sẽ chỉ cho anh em cách lấy cái chổi lông gà này ra nha. Trường hợp những cái chổi lông gà nó bị dính hay là cái gì đó thì cái chổi lông gà này nó khá là quan trọng nha. Cái chổi lông gà này nó để nó khi mà gạt, nó gạt mực á, thì cái chổi lông gà nó sẽ quay, nó sẽ tời cái mực nó, cho nó rơi vào bên trong cho nó không rơi ra bên ngoài. Thì cái chổi lông gà này thật ra thì nó rất là ít hư, nhưng mà cũng có cái trường hợp như cái chổi lông gà nó bị dính một cái cục mực gì vào đây này, mực hay nó bị dính cái gì đó. Mình có gặp cái trường hợp là cái chỗ gà nó dính cái miếng cao su luôn, cao su ăn á, dính chặt vào đây, nó bết vào đây luôn đó. Đây bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái cách gỡ cái chỗ lông gà này ra đó, chỉ cần gỡ đến cái chỗ lông gà thôi là mình đã vệ sinh gần như là xong rồi. Đây, nhìn sang bên đây này, có hai con ốc này đó. Rồi, gỡ được cái miếng trắng này ra. Để đây, anh em để ý cái trục này này. Đây, đây nó có một cái trục ha. Đây có trục, anh em cầm nhấc ra. Cái trục nó sẽ ăn với cái trục chỗ lông gà. Đây, trong khi mà mình cầm mình kéo ra, kéo ra thì cái chỗ lông gà nó sẽ, đấy, nó sẽ rời ra đây này. Đó, anh em cầm nhấc ra kéo ra bên ngoài. Rồi mình vệ sinh kỹ cái cây chỗ lông gà này đi. Ha. Vệ sinh kỹ chỗ lông gà đi. Ở bên trong này thì mình đưa cái cọ vào. Đây, mình đưa cái cọ vào đây mình lau chùi, mình làm cho nó sạch cái mực cũ, đi. Rồi mình lấy máy hút mình hút, hoặc là mình lấy máy xịt thì mình xịt đó. Đấy, anh em lau chùi vệ sinh cái phần bên trong này đấy, làm sao cho nó sạch đi là được. Bây giờ lắp cái chỗ lông gà vào thì đây anh em chú ý này, đưa cái bên đây về trước ha. Đưa cái bên mà nó có cái đệm này này. Một bên nó có cái đệm mà một bên nó có cái rãnh ha. Một bên nó có cái đệm mà một bên nó có cái rãnh, anh em nhìn kỹ thì sẽ thấy. Đó. Thì giờ đưa cái bên nó có cái đệm này vào đây trước. Rồi xong bên đây là đưa cái đẩy cái trục này vào, nhưng mà mình nhớ xoay để cho cái gài nó vào, gài vào cái, để cho cái gài nó gài vào trong cái đó, ở trên cái trục nó có một cái gài đó, thì anh em đẩy vào để xong rồi thôi. Rồi gắn cái này vào. Nhớ nhớ hôm trước mình có dặn được cái phần những con ốc bắt nhựa ấy, cái ray của nó thưa hơn so với những cái con ốc bắt sắt nha.
những cái phần này thì đấy, anh em cứ lấy cọ rồi là lấy khăn khăn ẩm vệ sinh rồi chùi qua đi, chùi cho nó sạch đi, xong rồi mình lại lắp vào thôi. Đây, nếu như mà cái cốt này của anh em nó hơi bị chặt nha, nếu như mà khi mà mình kéo ra nó rất chặt thì mình có thể lấy cái đây, mình có thể lấy cái giấy nhám nhưng mà trà mình trà hơi nhẹ tay thôi, đừng có trà nhiều quá nha, nhẹ tay thôi, tại vì cái vị trí của cái trục này nó phải khớp với cái rung để cho cái rung nó không bị sụp sịch nha, thì mình chỉ hơi làm lỏng cái này ra một chút xíu thôi, hơi làm lỏng, mình xịt RV7 hay là cái thứ vào đấy nó không ăn thua. Cái này là một cái điều chắc chắn luôn nha, xịt rồi vậy các thứ đấy nó không ăn thua đâu, nên là anh em chỉ cần hơi trà nhẹ đi rồi lấy cái vải đó khăn lau đi lau lại một vài lần nữa là cho nó lỏng cái cốt ra là được rồi, xong rồi lắp vào thì mình sẽ giải thích cho anh em cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống rung này nó như thế nào. À quên, đây để hướng dẫn cho anh em cách thay cái cây rum luôn, hướng dẫn cho anh em cái cách thay cái cây rum này luôn. Rồi đây là cách thay cây rum, thì cái cây sạc hồi nãy thì anh em biết cách thay được đúng không, còn cái cây rum thì trên cây rum nó có ba cái con ốc, anh em nhìn hai đầu nó đều có ba con ốc, nhưng mà mình sẽ tháo cái đầu bên đây trước, tháo cái đầu bên đây. Thì khi mà anh em mua về, khi mà anh em mua rum về hay là có rum sẵn thì nó không có hai cái đầu này đâu. Bây giờ anh em nhìn ở trên này, tháo cái đầu nó có cái cốt sắt này này, đây ba con ốc ở bên trên này, tháo ra xong tháo ba con ốc này thì mình nhấc cái miếng này ra đó, anh em thấy bên trong nó có một cái cốt bự này đúng không, đây mình cầm này, mình gõ đây này, đây cầm đây gõ vào đây này đó, dây này nó tụt ra bên ngoài thì mình cầm bỏ cái này ra bên ngoài ha, rồi lấy cái rum mới chụp vào. Nhưng mà cái rum mới á thì khi cái rum mới nó sẽ còn một cái lớp đen ở bên ngoài, thì anh em để nguyên cái lớp đen đó ha, để nguyên cái lớp đen đó mình cầm lên mình gõ vào đây, từ từ gỡ cái lớp đen nó ra, cứ để nguyên cái lớp đen chụp vào đây, rồi mình bắt ốc vào đã. Mình bắt ốc với các thứ cẩn thận rồi đã, sau khi bắt ốc vào thì mình khi mà mình đưa vào đây này, khi mà mình đưa vào đây đấy, mình đưa ra cái này thì bắt đầu mình, tay mình mới gỡ cái lớp bao đen nó ra, mình đưa nó vào đó, tránh cái trường hợp nhưng mà khi mà mình thao tác rồi tay lại chạm vào nữa thì hơi mệt đó. Xong rồi thay rum dễ mà,
giờ là cái phần này thì mình chưa có làm. Ở đây á, anh em chú ý ở trên đây nó có một cái miếng này, nó giống như là một cái miếng của trên lá lúa. Là cái miếng này là cái miếng nó che cái phần đây này, anh em chú ý nha. Tại vì cái của mình nó hư rồi, khả năng là mình sẽ dán lại luôn. Đây, cái miếng này nó làm nhiệm vụ nó trùm ra cái gần sát đến cái rung, nó che cho cái mực nó không có bay ngược lên trên, không có bay ngược lên bên trên này. Thì bây giờ cái miếng này nó đang bị rách rồi, nó đang bị kẻ lâu ngày có nó mục rồi, thì mình sẽ phải dán lại cái miếng này. Thì dán lại cái miếng này bằng cái, anh em sẽ lấy một cái lá lúa, lá lúa bình thường, và mình dán lên vậy thôi. Làm sạch cái phần bên dưới đi, bóc cái này ra rồi làm sạch cái phần bên dưới này đi, sạch nha. Anh em nên ra ngoài lấy ít dầu khô hay là ít xăng đánh cho nó sạch cái lớp keo ở đây đi. Khi mình dán cái mới vào của mình vào thì nó mới ăn, chứ không nó còn cái keo cũ ở đây là chờ mình một xíu mình ra ngoài mình đánh cái này đó. Xong rồi, sạch rồi, sạch sẽ đẹp trai rồi. Đây, nó ra thì nó có cái loại lá lúa dài hơn một chút xíu cơ, thì nó vừa và nó hơi dư ra một chút xíu, nhưng mà mình lại không có sẵn thôi, có cái gì thì mình làm cái đấy. Thế mình căn hai cái vị trí hai bên ha, dán ở trên cái mép trên, dán lên cái mép phía bên trên một chút xíu, có một cái đường kỹ ở bên trên đó. Đó, đó rồi. Rồi dán rồi xé cái này ra. Thực ra cái này nó chỉ là cái phần che mực thôi ha, che cái mực bay đi thôi, thì cũng không có quan trọng bằng cái lá lúa ở bên dưới. Cái phần trên này thì mình chỉ dán cho nó, làm cho nó yên tâm hơn chút xíu thôi. Đó, rồi khi mà mình xé hẳn ra cái, mang hẳn cái này ra ngoài này, mang hẳn cái lá lúa ra bên ngoài, thì bây giờ mình sẽ căn cái vị trí mà hồi nãy mình dán băng keo đó, mình hơi ịn lên, rồi hơi ịn nhẹ một đầu thôi ha, ịn nhẹ một đầu trước. Rồi bây giờ mình sẽ thả lỏng cái tay ra, thả lỏng cái tay rồi căn cái mép này đấy, mình cứ căn từng chút một, căn cái mép vào. Đó, đó, anh em thấy không, đơn giản mà. Đó, vậy là được. Đúng ra thì cái lá lúa mình sẽ có cái loại lá lúa nó dài hơn cái này ha. Và sẽ có cái loại lá lúa dài hơn cái này chút xíu. Đây, hai cái phần đầu hai bên này nó dài hơn chút xíu. Nhưng mà cái phần này mình thấy nó cũng không quan trọng lắm, là cũng không có cần phải đặt về. Nó bị hơi hụt một chút xíu, nhưng mà cái phần này thì nó cũng ít à, nó không ảnh hưởng lắm. Rồi, sau khi mà dán được xong cái này rồi thì bắt vào thôi. Đây, cái con này là cái con cảm biến nhiệt ha. Con cảm biến nhiệt, tại sao ở trên rum lại có cái con cảm biến nhiệt, là tại vì rum nó chạy á, rum nó chạy mà cái con cảm biến nhiệt này nó báo cái rum nó nóng quá. Khi mà cái rum nó nóng quá thì cái bộ phận
bề mặt rum nó không có làm việc đúng như cái nhiệm vụ của nó được. Có nghĩa là trên bây giờ mình sẽ giải thích qua về cái thành phần cấu tạo, thành phần cấu tạo cũng như cái nguyên lý hoạt động của cái này. Cái cấu tạo, cái bây giờ mình nói cái bề mặt của cái rum nó là một lớp quang học. Một lớp quang học là cái lớp mà khi mà cái điện tích nó sẽ lưu trữ một cái lượng điện tích ở trên cái bề mặt này này. Thì cái sạc này đây, khi mà đưa vào máy thì nó sẽ như thế này. Vị trí của cái cây sạc khi mà ở trong máy nó sẽ như thế này. Thì khi mà cái sạc này nó sạc một cái lớp điện tích phủ đều lên trên cái bề mặt cái rum, thì cái cây rum này, nó cái bề mặt của nó ấy, thì cái phần nào sáng thì nó bỏ điện tích đi, và phần nào tối thì nó giữ điện tích lại. Nghĩa là mình không có phải là dân chuyên ngành, nên là mình không có nói những cái từ ngữ cho nó chuẩn được, nhưng mà về cơ bản là cái lớp quang học ở trên bề mặt của cây rum này này, nó chứa một lớp điện tích, cứ tối thì nó giữ điện tích mà sáng thì nó giải phóng cái điện tích ra. Tại sao lại có phần tối phần sáng? Đây này, anh em nhìn trên cái bề mặt của cái giấy ha, cái phần tối là cái phần có chữ này, cái phần sáng là cái phần nền nền, nền trắng này này đó. Thì khi mà cái đèn laser nó quét cái khi mà đèn laser nó quét cái tờ giấy á đó, nó sẽ chiếu y nguyên cái hình ảnh đó xuống bề mặt của cái room. Thì trên bề mặt của room nó có điện tích mà, thì cái phần nào tối thì nó giữ điện tích lại, và phần nào sáng thì nó giải tỏa cái điện tích ra, nên nó xả cái điện tích đi, nó không có giữ nữa. Thì khi mà cái room nó quay tiếp ra những cái bộ từ đó, thì những cái phần tối đó, những phần tối là những cái phần hình ảnh từ tính thì ra đến đây, thì nó sẽ lấy mực từ cái bộ bộ từ này sang bên cái room, nó in trên cái room này à. Rồi rồi khi mà cái room nó quay tiếp xuống, cái cây room nó quay tiếp xuống, nó gặp cái hệ thống trang phơ. Trang phơ là cái hệ thống hút mực xuống cái chữ. Thì cái trang phơ nó làm nhiệm vụ này, nó cái trang phơ nó sẽ đứng ở bên dưới à, ở dưới, còn cái tờ giấy nó đi bên trên, cái cây trang phơ nó đi luồn xuống dưới cái room này à. Cái trang phơ nó sẽ hút thật là mạnh, nó hút toàn bộ cái mực ở trên cái room này xuống cái giấy, và cái giấy đi ra tiếp đến cái bộ sấy. Thì bây giờ một cái vòng hành trình của cái room nó sẽ như thế này à. Nó bắt đầu ở cái nó sẽ bắt đầu ở đây phía đằng sau cái sạc đây, phía đằng sau cái sạc này nó cũng có một lớp có một cái đèn xóa. Nghĩa là cái đèn xóa này nó sẽ xóa toàn bộ những cái điện tích còn lưu lại trên cái room, và cái room bắt đầu quay tiếp, room quay tiếp ra đến cây sạc à. Ra đến cây sạc này thì cái sạc này nó làm nhiệm vụ nó sạc đều một cái lớp điện tích, nó trải đều lên trên cây room, trải đều một lớp điện tích lên trên cái cây room này à. Rồi khi mà cây room quay tiếp, cái room quay tiếp ra đến cái phần này à, ra đến cái phần này là cái đèn laser nó sẽ à, cái hệ thống laser nó sẽ chiếu toàn bộ cái hình ảnh nó quét được ở trên bề mặt kính, nó chiếu toàn bộ cái hình ảnh nó xuống đây à. Và những cái phần nào mà cái điện tích những cái phần sáng á, phần trắng á, thì nó sẽ xả cái điện tích ra, và cái phần đen nó sẽ lưu lại, nó vẫn sẽ lưu lại trên cái bề mặt của cái room này. Và cái room quay tiếp đi ra đến cái bộ từ, thì khi ra đến bộ từ đó thì những cái phần điện tích ở cái phần đen á, nó sẽ hút cái mực đi sang bên trên cái room, đi sang bên cây room à, nó sẽ hút hút mực ở trên cái bộ từ đi sang cây room, và nó in lên trên cái bề mặt của cây room này trước. Rồi khi mà cây room nó quay tiếp thì nó xuống dưới bên phần bên dưới à, xuống dưới cái phần bên dưới này, nó sẽ gặp cái cây trang phơ. Cây room quay tiếp dán đây để gặp cái cây trang phơ ở đây, cái hệ thống băng tải với hệ thống trang phơ. Trang phơ nó là nhiệm vụ của cái trang phơ, nó là nhiệm vụ nó hút cái mực xuống, hút cái mực xuống bên dưới, thì cái tờ giấy của mình nó sẽ chạy ngang phía bên trên của cái trang phơ như thế này à. Đây cái giấy của mình nó sẽ ở bên trên cái room này, xong đến tờ giấy này, xong đến cái trang phơ ở bên dưới, thì cái trang phơ nó sẽ làm nhiệm vụ nó hút toàn bộ cái mực ở bên trên của cái room xuống cái mặt bề mặt của tờ giấy này. Thế khi mà lên trên bề mặt của cái tờ giấy này nó có mực rồi, thì nó chạy tiếp, nó chạy tiếp đi ra đến dàn bộ sấy, bộ sấy nó sẽ làm chín cái mực cái xuống cái tờ giấy. Thì khi mà dán đấy rồi á, khi mà cái tờ giấy nó đã có mực, nó đã lấy hết được mực ở trên cái bộ bộ room, và nó đi ra cái bộ phận sấy để cho nó sấy chín cái mực cái xuống tờ giấy, thì cái room sẽ quay tiếp ha. Nó quay tiếp, nó sẽ vào bên trong đây, nó sẽ gặp cái hệ thống cái à, nó sẽ gặp cái gạt, nó sẽ gạt toàn bộ cái mực dư, gạt toàn bộ cái mực dư, và bên trong cái bộ
cái bộ ruột gà với lại cái chỗ lông gà mà hồi nãy mọi người nhìn thấy đấy, để cái đấy nó sẽ làm nhiệm vụ nó đưa cái mực dư đi ra bên ngoài cái ống này và nó đi sang cái bộ mực thải ở bên trên. Thì có nghĩa là sau khi mà cái gạt nó gạt mực, nó gạt sạch những cái mực còn sót lại trên cái room thì nó quay tiếp ra đến cái phần này. Đấy. Quay tiếp ra cái phần này là cái phần này là cái phần nó xả nốt cái điện tích còn sót lại trên cái room. Đó. Nghĩa là nó hết một cái vòng quay của một cái room. Nó là như vậy đấy. Khi mà anh em hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống room này nó chạy như thế nào, đến cái phần nào thì anh em sẽ dễ phán đoán được trong cái quá trình mình đi mình sửa máy, hay là mình nhìn cái bản in là mình cũng có thể biết được một phần nào đó, mình phán đoán được một phần nào đó cái lỗi này xảy ra nó là nguyên nhân là do đâu ha. Rồi mình chỉ nói qua qua thôi, nếu có gì mà không đúng thì anh em cũng bỏ qua nhé, tại vì về cơ bản thì mình chỉ là dân kỹ thuật thôi. Nên kỹ thuật thì mình hiểu được cái nguyên lý cơ bản, nhưng mình không có gọi được đúng cái tên của những cái bộ phận hay những cái thành phần đấy đâu nha. Đừng có lăn tăn quá cái phần đấy. Ok. Nắng quá. Anh em thấy sao? Nói chung là khi mà gỡ bung cái bộ này ra rồi, hiểu được nguyên lý hoạt động cũng như là hiểu sơ qua về một chút về cấu tạo của nó thì có thấy có dễ hiểu hơn không? Dễ sửa hơn không? Đó. Thật ra cái bộ này thì nó rất là ít hư, thường thì nó chỉ bị yếu thôi, tại vì room và gạt là một trong những thiết bị hao mòn của máy photo, nó là bắt buộc nó phải hư, nó bắt buộc nó chạy đến một cái khoảng thời gian nào đó là nó sẽ hư. Thành ra là cái này ấy thì thường thì nó không có báo lỗi lặt vặt, nó không có báo lỗi linh tinh lặt vặt, mà nó chỉ là yếu, mình cần phải thay thế. Thì cái này anh em sẽ phải thay thế rất là nhiều, nhất là những anh em kỹ thuật thì khả năng sẽ gặp rất là nhiều cái phần mà mình đi mình thay room đó. Mình cũng sẽ gặp những cái lỗi liên quan đến room mà nó không phải là yếu, ví dụ như là lỗi sản xuất hay là cái gì đó, thì mình cũng khi mà mình đã biết được cái nguyên lý hoạt động và cái thành phần cấu tạo của nó rồi thì mình dễ phán đoán hơn trong quá trình sửa chữa. Vậy thôi, video của mình hôm nay thì kết thúc ở đây, chúc anh em thành công, có gì thì cứ inbox hỏi trực tiếp mình để mình trả lời cho. Bye bye.